Ok, chào toàn thể anh em đến với channel của chúng ta nhé. Trong clip này thì mình sẽ làm về viết tướng Erin, một chất tướng sát thương phép, một chất tướng khá là đặc biệt. Đặc biệt cực kỳ bởi vì vị tướng này thì anh em thấy á, thì đám phép cũng được và đám vật lý cũng được. Kể cả anh em lên đồ vật lý hay là đồ phép đều ok cả. Thì trong clip này mình cũng sẽ trình bày cụ thể dành cho anh em về chất tướng Aegis cũng như trang bị bảng ngọc và phù hiệu dành cho vị tướng này, thì anh em cùng mình theo dõi. Đối đầu với mình bên kia là vị tướng Violet. Erin đối đầu với Violet thì nếu mà ở giai đoạn sau 1 tỷ solo kill thì Erin sẽ thắng thế nhá. Nhưng mà anh em điều kiện để thắng thế là anh em phải tích được đó là cái điểm nguyệt quế nhiều. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ phân tích đó là về chiêu thức cho anh em một tí này. Về chiêu thức thứ nhất thì anh em tung chiêu theo hướng chỉ định, trúng mục tiêu thì sẽ gây sát thương và tạo ra đó là một cái vòng tròn. Đối phương dầm phải thì phải bị chịu sát thương. Dầm phải cái gì á, sẽ chịu sát thương và làm chậm tốc độ di chuyển. Còn chiêu thức thứ hai của vị tướng Erin là diệp vũ hồ điệp á, thì khi anh em kích hoạt một phát thì sẽ giúp đó là Erin tăng tốc độ di chuyển. Bên cạnh đó thì miễn đó là trạng thái làm chậm nhá. Còn về chiêu cuối của vị tướng Erin thì khi anh em kích hoạt thì giúp Erin tăng 10% tốc độ di chuyển. Bên cạnh đó thì cả cái điểm nguyệt quế sẽ gọi là xả sát thương vào mục tiêu và nó sẽ lựa chọn mục tiêu gọi là thấp máu nhất. Và anh em thấy điểm nguyệt quế là như thế nào? Anh em thấy thì để ý ở cái chiêu bá có số 9 đó, tức là mình đang có 9 điểm nguyệt quế. Càng nhiều điểm thì nó sẽ bắn ra càng nhiều thôi. Rồi, bây giờ thì điểm nguyệt quế của mình chuẩn bị lên này đó. Bây giờ anh em thấy lên 10 và lên 11 rồi. Thì làm cách nào để tích được điểm nguyệt quế nhiều? Thì thứ nhất đó là chiêu bá của anh em, nếu mà nâng ở một nấc thì anh em tối đa đó là 12 điểm nguyệt quế. Anh em nâng 2 nấc thì sẽ được 15 và nâng 3 nấc là được 18 điểm nguyệt quế là tối đa nhất. Vì thế ở giai đoạn phía sau thì cái điểm nguyệt quế sẽ đó là tối đa là 18 cái. Thứ hai nữa thì làm thế nào để tích được điểm nguyệt quế? Đó là thứ nhất đến từ chiêu 1 khi anh em tung ra. Có cái vòng tròn đó, tướng địch mà dầm phải thì anh em sẽ có một điểm. Thứ hai nữa đó là khi kích hoạt chiêu 2, diệp phù hồ điệp như thế này một phát mình có thêm đó là 2 điểm nữa. Thứ ba nữa đó là các đòn bắn thương. Các đòn bắn thương thì anh em thấy thì phía dưới thanh máu của vị tướng Erin thì có cái thánh nồi nắng, bá phạt bản thương sẽ đầy nồi nắng thì sẽ được đó là có thêm một điểm nguyệt quế. Đó là ba cách để tích điểm nguyệt quế của vị tướng Erin. Anh em hiểu về chiêu thức rồi đúng không? Thế về cách chơi thì anh em cứ cấu vỉa đối phương bằng chiêu 1. Rồi bên cạnh đó thì sử dụng làm sao để tích điểm nguyệt quế. Kiểu có chiêu 2 hồi thì anh em sử dụng chiêu 2 phạt là có thêm điểm nguyệt quế. Và khi đạt đủ gọi là tối đa điểm nguyệt quế thì sẽ gọi là tối ưu được cái lần sát thương khi anh em sử dụng chiêu cuối. Đó, cũng đơn giản là như vậy thôi, đối phương ở xa thì anh em cứ cấu rỉa trước đã. Trận này thì tem bên bàn có floor DFP. Bây giờ thì mình sẽ lấy luôn, ôi bị trù bắn kìa. Cấu đi khoảng gần nửa máu trù ở khu đường rông thôi. Thì trận hiện tại thì đang lợi thế hơn, đó là dành cho team địch tí Ultra và team địch lại thôi. Mình bật đó là chiêu cuối kết hợp thêm cái băng sướng, phải tốc biến lui về. Mina tay mình lên bảng điểm số thôi, xong rồi. Violet cũng tốc biến và đuổi theo mình, và mình cũng lên bảng điểm số luôn. Hơi lỗ ở giai đoạn đầu đây anh em ạ, 26 dành cho là team bên địch thôi. Cũng hơi căng, hơi căng. Và cái trụ ở khu vực đường rồng thì đã bị tém địch lấy mất rồi. Đối với Erin thì cái thời điểm mới ra thì rất khỏe. Sau khi bị giảm sức mạnh thì Erin cũng sẽ bị hạn chế hơn rồi. Bây giờ thì tần suất đó là sử dụng Erin thì cũng sẽ ít hơn trước. Tất nhiên Erin là một vị tướng đa dạng, anh em đi đường rồng cũng được, và kể cả anh em đi đường giữa cũng được.
Rồi bây giờ thì tần dùng đó là xạ thủ của tém địch đang lên bảng điểm số nên là sẽ lấy luôn cái trụ này nhá. Minama kéo chuẩn phát là ngon này. Rồi cấu rỉa đi đó là lượng máu của team bên địch và mình sẽ lấy trụ. Cái trụ thì cũng chỉ còn khoảng gọi là hơn 1000 máu một tí. Rồi Flow của tém địch lại, mình bật đó là cái chiêu cuối xả đám, ui không được rồi. Flow, ui mình vẫn chạy được một tí. Flow, ui máy quá vẫn thắng thế anh em ạ. Quay trở lại xả đám thêm tí nữa, hay rồi, ngon anh em ạ. Lần này thì thoát được. Bên cạnh đó thì cùng con cụt lùng thêm được một màng của Flow nữa. Và màng của ngục phóng thì tím bên mình cũng lùng được luôn, vậy là thành công rồi. Thực tế ra thì anh em nên nhớ rằng đó là ở giai đoạn phía sau thì khi đó là điểm nguyệt quế nhiều. Ví dụ bây giờ mình có 15 điểm thôi thì sẽ ok hơn này. Rồi kích hoạt chiêu cuối nhưng mà không cướp được anh em ạ. Mất luôn đó là con rồng rồi. Ở giai đoạn phía sau cái điểm nguyệt quế nhiều thì anh em sẽ xả thật thương và zone sát thương sẽ tốt hơn. Còn ở giai đoạn đầu mới có 12 điểm nguyệt quế thì kia lần sát thương zone anh em chưa có thể kết liễu được á. Còn giai đoạn phía sau anh em kích hoạt chiêu cuối gì phát là tướng địch bay mau liền. Ui pha này phải tốc biến lui về thôi. Kích hoạt chiêu cuối để tăng thêm được là xíu tốc độ di chuyển nữa. Rồi đầu tư thêm cái tốc biến. Chữ lượng máu của mình phát đó khá là thấp rồi. Solo thì không lại đó là Violet phát đó. Còn giờ giai đoạn phía sau thoải mái nha. Giai đoạn phía sau nếu mà solo thì mình chấp luôn. Đặc biệt là lên cái băng sướng này thì gần như Violet không bao giờ có cơ hội để solo với Ezin đâu. Tất nhiên thì anh em phải làm sao tiếp cận được để gọi là đủ tâm của các điểm nguyệt quế bay vào. Bây giờ với thị trần thì vẫn đang lợi thế hơn dành cho team Mendic. Có một pha giao tránh. Pha này thì mình kích hoạt đó là chiêu cuối luôn. Xả thật hướng vào vị trí của ngô khống và tiện ngô khống lên bảng điểm số. Ngô khống đầu trần cũng chưa đủ đám để zone combo. Và anh em nên nhớ rằng là khi sử dụng chiêu cuối thì kể cả gọi là đối phương có làm choáng các kiểu thì anh em vẫn gọi là sử dụng được, tức là anh em phải sử dụng được trước á. Kiểu là khi sử dụng rồi thì các điểm nguyệt quế nó sẽ bay vào. Rồi pha này các điểm nguyệt quế sẽ bay vào gây ra thương này, ăn được cái màn chấm dứt của Flo. Ui pha này nguy hiểm quá. Ui một pha thung chiêu một nửa cây máu. Nhưng pha này thì mình hết đường về rồi anh em ạ. Không có ai cứu được nữa rồi. Ui bàn con ít ghi của tém bên bàn còn đầu tư thêm cái tốc biến này thì có mà chạy lên quần. Ui dừng tay mình thọt thế. 1-4 rồi. 1-4-0 và hiện tại thì lượng vàng còn hơn chỉ hơn SP tí thôi. Khó nha. À ngon hay. Ui máy nha. Hay là pha đỏ vẫn ăn được ấy. Tưởng là không ăn được thì toang luôn. Nhưng mà không biết có lùi về nổi hay không nha. Rồi, thôi xong, bị Violet em đích tiền lên bảng điểm số rồi. Với Ezin thì được cải đó là vị tướng này sở hữu đó là đồ sát thương đa dạng anh em ạ. Anh em lên đồ rất đa dạng luôn, lên phép cũng được và kể cả lên đam vật lý cũng được. Nên là thoải mái ở cách lên đồ. Tất nhiên thì cũng phải lựa chọn những món đồ phù hợp để phát huy sức mạnh của vị tướng Ezin. Rồi bây giờ bắt luôn này, mình đang còn tốc biến nhá, tốc biến lên này, ăn được một người này. Ui, còn tí máu anh em ạ, không đủ tâm, thôi xong rồi. Điều chay nổi hay không, không được rồi anh em ạ. Lần này thì mình thấp máu và bị ngộ khống gõ lên bảng điểm số mất rồi. Và mình bảo gọi là SP lên đó là cây mát đi nhá. Bởi vì anh em thấy rằng thì bên kia có ngô khống á, và hiệu ứng khống chế của tay mến địch thì cũng rất ít nên là không cần nhất thiết đến cái giải. Cái giải bản này nó yếu quá. Giải bản trước thì còn được chứ giải bản này nó quá yếu nên là lên cái mặt thì sẽ hợp lý. Và SP tay mình thì cũng lên mặt rồi. Đấy anh thoải mái anh em ạ. Lên cái mặt cho dễ đánh, chứ gặp ngô khống mà không có mặt thì sẽ cực khó. Kể cả khi mình kích hoạt chiêu cuối phát phải có tầm nhìn mới có thể là xả đám được. Lyanna tay mình thì cũng đang chạy rồi. Và chắc là không chạy nổi rồi.
khi mà lượng máu thì khá là thấp. Và bị Violet Tem đích tiền lên bảng điểm số. Aoi của Tem mình thì đu dây lên. Đu dây lên vừa gặp ngay là 4 người của Tem đích luôn và bay mau ngay lập tức đến từ Aoi. Hơi khó rồi anh em ạ. Trận này bị Tem đích ép quá. Flo của Tem đích lại dí vào mình kích hoạt đó là chiêu cuối. Nhưng mà Flo vẫn đang múa, Flo múa khá là tốt. Flo vẫn đang múa mình sử dụng. Ủa, không được, không cứu nổi rồi. Mình vẫn lùi lại được. Và cuối cùng mình ngộ không lên bảng điểm số. Dí đến cùng anh em ạ. Đến SP như Mina mà Tem bản không tha luôn ấy. Rất may là phát đầu mình vẫn chạy về được. Và tiền được rồi là ngộ không lên bảng điểm số. Một phát tráo đổ thì cũng lời. Nhưng mà anh em thấy thì Tem bên bản gọi là dí không tha luôn. Bây giờ thì Tem mình đang lên bảng điểm số 3 người rồi. Đang thấy tầm nhìn của Violet. Nhưng mà thôi phần còn đó lại. Ôi Aoi Tem mình sao không đu vào Violet nha. Zena hai đứa gánh sao được đấy. Ý nói ra trận đấu này mình và Zena ấy. Còn Aoi, Liana và Mina thì hơi nhiều này. Thực tế thì cũng phụ thuộc vào mấy người đó nữa. Mấy pha mình ăn được màng thì cũng nhờ rồi là Mina nữa. Nếu là nói hai đứa gánh thì làm sao được đấy thì cũng không đúng. Nhưng mà thực tế thì ví dụ như kiểu ông Aoi hay là ông Liana thì bớt vịt lại tí thì sẽ dễ đánh hơn đấy. Còn trận đấu này thì mình ăn được màng cũng là nhờ Aoi à, cũng là nhờ Mina mà đấy. Vì pha này chẳng hạn Mina bật cái mặt thì mình mới xả ra thương được và mới ăn được màng á. Còn Mina lên bảng điểm số nhiều thì trận đấu này cũng hơi vất vả. Gặp ngày ông Flo cũng biết múa nữa. Mà anh em biết rằng thì Flo nó thích nhất với các vị tướng rồi là kém cỡ đầu như vậy á. Còn hy vọng là ông Dương và ông Mịt thì ít vịt hơn tí nữa thôi. Chứ kiểu hai vị tướng đó thì cũng là đám để bắt các vị tướng xa thủ xả thương chủ lực của Tem địch. Mà lên bảng điểm số phạt rồi thì kiểu là nó sự can quẹt phía sau sẽ rất khó. Bây giờ Tem địch đang ép trù anh em ạ. Chia nhau ra giữ trù thôi. Hỏa bào của Iggy được sử dụng rất chứ là nhiều xa thương. Hai cú hỏa bào khiến mình là còn tí máu à. Hay rồi kia, Tem mình ăn được gọi là màng của Linh đít Tem bên bàn rồi. Bây giờ ôi bắt được này, hay ngon. Zena Tem mình thì đang gặp góc khá là đẹp, có cái góc. Có bắt được ngộ không biết. Ồ, bắt được ngộ không kia hay đấy nhờ. Bây giờ thì mình sẽ ra đường giữa lấy cái trụ đường giữa nhá. Được, hay rồi. Rồi, pha này Violet này, chạy đâu. Violet còn mất máu kìa. Tiếc nha. Bắt đầu thì mình ý định của mình cũng là định đầu tứ cái tốc biến nhưng mà hơi mạo hiểm. Bởi vì mình tốc biến lên thì có thể ăn được vài ố. Nhưng mà phía sau á, thì đang còn đó là phơ ló nữa. Nên là thôi đổi màng phát đó thì chả dài gì mà đổi cả. Bởi vì tay mình đang ở thế ép mà. Đổi màng phát thì ép sẽ khó hơn. Nếu mà thế thủ tem địch cống á, mà tay mình đang đủ người thì mình sẽ đó là đổi ra đấy. Ấy pha này chơi luôn đấy. Hay ngon. Một pha và là mình được xả ra thứ free anh em ạ. Và lùm được màng của hai người tem bên bàn luôn. Cả phơ ló và cả đó là ngục không. Vậy là thành công rồi. Lật keo là đấy, cho lật keo là đâu nữa. Đấy, chỉ cần mid và kiểu Aoi rồi là chơi ổn một tí thôi là sẽ dễ đánh hơn rất nhiều. Và trận đấu này thì Zena Tem mình chơi hay này. Zena kể cả gọi là bắt tướng thì cũng tốt và núp góc lấy tầm nhìn cũng rất là tốt luôn. Bây giờ mình núp đây để xem có bắt được ai không nhá. Violet rồi, Violet thì tạm biệt bàn này. Tốc biến chơi luôn này, lúc nãy mình cũng tốc biến cho lần này tốc biến thôi xong rồi. Mình cũng lên bảng điểm số. Anh em thấy thì 1-1 thì thoải mái chơi luôn. Sau này thì Liana cũng hay luôn. Lại ăn được cái màng của Lindis của Tem bên bàn nữa. Đấy, thì mình cũng đã nói ở giai đoạn đầu rồi. Nếu mà giai đoạn V6 solo 1-1 thì không bao giờ gọi là Violet có cửa để ăn được Erindoc. Về phần trang bị thì mình sẽ lấy những món đồ như sau. Đầu tiên thì dây xuyên giáp phép. Còn đứa thứ hai thì mặt nạ Berit đột xuất thước.
Món đồ thứ ba thì sẽ lên đó là trường bùng nổ, để những cú tung chiếu nổ đám cái lượng sát thương sẽ tối ưu nhất. Món đồ thứ tư thì sẽ lên đó là một món đồ xin giáp phép trường hồn mát. Món đồ thứ năm thì vương miền gia tăng lượng công phép. Và cuối cùng đó là sẽ lên một món đồ đó là quả cầu băng xước mình vừa lấy được xong anh em ạ. Đó là build đồ sử dụng dành cho đó là Erin. Build đồ này thì giúp đó là Erin sẽ cực kỳ là khỏe và đám rất to và đám cầu rỉa to nhá. Một phát cầu rỉa chiêu một có thể lấy đi khoảng nửa lượng máu của tướng địch là chấn thương á. Còn về phần phù hiệu thì sẽ sử dụng thân quáng để cầu rỉa sẽ tốt hơn nữa. Còn về phần bảng ngọc thì ngọc đỏ đó là cống phép và xin giả phép, ngọc tím hút máu phép và ngọc xanh tốc đánh và xin giả phép. Bảng ngọc này thì hút máu cũng rất tốt. Đây anh em thấy chưa, tung chiếu một phát ngô khống của tem địch còn một nửa máu. Nó rất thổ bảo anh em ạ, lao ra có ý tưởng cân 4 cân 5 nhưng mà lượng máu khá là thấp rồi. Liana liệu ăn được không? Liana ăn được màng của Flo rồi. Ngô khống lao ra thì cũng lên bảng điểm số luôn. Đấy, ăn được hai vị tướng sát thủ của tem bên bàn rồi thì mình sẽ dễ đánh hơn rất chi nhiều. Nhưng mà trận đấu thì vẫn chưa kết thúc được, chắc là lùi lại một tí anh em ạ, đẩy thì lính lên cao trước đã. Bởi vì một đường thì rất là khó ép ba đường cho dễ. Hơn nữa thì FP tem mình cũng đang trên đường lên nữa. Rồi, Xena thì đang ép đường trên kia, còn mình là đã sẽ ép cái đường này. Rồi, cấu rỉa nhẹ phát này, pháo là tem địch mất nửa cây này. Nhưng phát cấu rỉa cái lượng sát thương rất lớn nhá. Ở tâm xá thì anh em cứ cấu rỉa đối phương cho mình đó là băng cái chiêu một trước đã. Đây phát này chạy đâu phơ ló này. Anh em thấy chưa, đám kìa. Đầu trần thì không ăn được chứ cuối trần đám khiến đó là phơ ló lấy trống nổi luôn á. Đó là phơ ló có huấn chương trói kháng phép nhưng ôi một phát cấu rỉa nửa cây. Đám cuối trần nó hơi bị ảo luôn anh em ạ. Anh em nào đây một phát nửa cây kìa. Anh em thấy chưa, khiếp luôn á, cấu rỉa mà khi lên đám phép thì sẽ siêu to và trận đấu kết thúc.